Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, dọn dẹp nhà bếp là công việc mà gia đình bạn không thể bỏ qua để có được một không gian sạch đẹp đón chào năm mới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp chị em làm sạch căn bếp dễ dàng, hiệu quả mà không tốn quá nhiều thời gian. Thông tin được tổng hợp tại trang Tân trí và trang sức khỏe và đời sống. Vạch kế hoạch rõ ràng. Hãy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa nó năm mới với tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Như vậy công việc làm mới căn nhà của bạn sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn cũng đừng nên vội vã bắt tay vào công việc khi chưa vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Ví dụ, phòng khách sẽ được bạn ưu tiên dọn sạch đầu tiên, sau đó sẽ đến phòng bếp, phòng ngủ, cuối cùng là phòng tắm. Ngoài ra bạn cũng nên đặt ra mức thời gian khi dọn dẹp. Cách này sẽ tránh tình trạng sử dụng quá ít thời gian cho phòng này nhưng lại tiêu xài quá nhiều thời gian cho phòng khác. vứt đi hoặc cất bớt những đồ dùng không cần thiết. Đây là thao tác mà bạn phải làm đầu tiên để giúp phòng bếp của gia đình bạn trở nên gọn gàng. Bạn hãy quan sát lại khu vực bếp, dụng cụ nào có thể dùng được, hãy rửa sạch rồi cất ngay ngắn. Những dụng cụ nào đã cũ, không thể sử dụng hay đã đến lúc thay mới thì bạn nên vứt đi. Nếu có quá nhiều đồ lặt vặt thì bạn hãy bỏ vào thùng lớn và dán nhãn để phân biệt thùng. Đồng thời dán nhãn cho các vật dụng trong nhà để dễ nhận biết và phân biệt. nhà bếp, khu vực nhà bếp thường bề bộn nhất, nào là chén bát, ly tách, muỗng đũa, gia vị nên có kệ là tốt nhất. Bạn có thể sắp xếp các vật dụng nhà bếp gọn gàng hơn. Vật dụng nào bạn sắp theo ngăn của vật dụng đó. Cái gì dùng hàng ngày thì để ở kệ thấp. Còn những đồ dùng dành cho tiệc tùng thì bạn có thể để trên cao nhưng cũng sắp xếp theo ngăn. Khi khách đến nhà dùng bữa cũng thấy sự gọn gàng trong nhà bạn. Tương tự cho đồ nêm gia vị, chúng ta nên để vào hộp hoặc lọ và dãn nhãn chúng. Việc dán nhãn không mất nhiều thời gian mà còn đem lại hiệu quả cho việc nấu ăn của bạn. Hơn nữa bạn cần kiểm tra tất cả các gói gia vị hoặc đồ hộp quá hạn, đừng tiếc chúng và hãy bỏ chúng đi. Ngoài ra bạn có thể cắm lên bàn một bình hoa tươi để tạo không khí tết trong nhà bếp. Làm sạch phòng khách, phòng ngủ. Dọn dẹp phòng khách phòng ngủ nhẹ nhàng hơn nhưng cũng mất vài ngày. Nguyên tắc là vẫn dọn dẹp tổng thể từ trên xuống quét sạch mạng nhện ở những chỗ khó lau chùi, trần nhà, quạt trần, góc cầu thang, góc tủ, gầm giường. Tùy đồ kính, inox, đồ da, đồ gỗ, vải, đồ sắt, nhựa mà dùng hóa chất để không bị biến màu, xước, mùn vỏ bọc. Riêng cửa sổ và những vị trí khó vệ sinh cần có mẹo làm sạch. Ví như cần rắc chút bột baking soda vào chỗ có bụi bẩn, kể cả các góc, kẽ, đổ dấm trắng lên bột, đợi 10 phút dùng bàn chải đánh răng chải sạch và dùng khăn giấy lau chùi. Cuối cùng, dùng rẻ mềm ướt để lau sạch khung cửa sổ. Chỉ 15 phút, khung cửa sổ, các khe, góc nhà được làm sạch bụi, ố. Với phòng ngủ, giường chiếu nhiều bụi bẩn, hãy dùng máy hút bụi chân không ở trên giường, rồi dùng chất tẩy rửa trà sát lên các thành giường và lau khô. Tranh thủ nắng gần Tết để giặt sạch, phơi khô trước Tết để đón năm mới. Tủ lạnh lưu cữu quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh dẫn đến tình trạng tủ có mùi cũng như lẫn mùi đồ ăn trong những ngày tết tủ lạnh lúc nào cũng trong tình trạng quá tải vì vậy các vị nội tướng cần tranh thủ dọn dẹp nó trong những ngày cận tết bắt đầu dọn từ ngăn trên cùng lui xuống bạn có thể dùng baking soda và nước để lau tủ lạnh các chất này sẽ không để lại mùi trong tủ lạnh như các loại chất tẩy rửa khác dùng một lớp khăn giấy lót vào ngăn rau và cánh tủ lạnh sẽ giúp thấm bớt nước chất dịch từ thực phẩm giúp bạn dễ dàng dọn lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những thông tin hữu ích về một số loại thuốc nên có trong nhà vào dịp Tết. Chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.